Dạ, Thành xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog. Kính chúc toàn thể quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe bên người thân và gia đình. Dạ thì hôm nay Tình có duyên quay trở lại chỗ sư Thích Phúc Nhẫn cùng với tất cả các sư tu ở trên núi Cấm An Giang đó quý vị. Thì lần trước Tình đến đây thì được biết là các sư gặp khó khăn về cái vấn đề nước đó quý vị. Bởi vì các sư phải xin nước những hộ dân ở trên núi, rồi cộng thêm mấy cái đường đi lên rất là khó. Thì hôm nay Tình quay trở lại đây cùng với một vị Phật tử. Nhưng vị Phật tử này thì cũng rất là đặc biệt, bởi vì anh ta từng có một quá khứ đó là ăn chơi, trác táng, giang hồ, tất cả các thứ và dân dân. Nhưng hôm nay anh ta có một cái tấm lòng để đi đến đây hỗ trợ các sư trên con đường tu tập được tốt hơn. Thì bây giờ Tình xin mời quý vị khán giả theo chân Tình đi vào trong để gặp sư Thích Phúc Nhẫn cùng với vị Phật tử đã từng một thời ăn chơi chắc tán là nhau quý vị. Thì lên gặp mặt thầy ngắn nha, cho thấy mặt cái đi. Dạ, sau thì muốn nói với thầy quan cái gì như có mấy cái thùng gì đó. Thì thôi nói thầy quan cái gì như muốn một cái thùng, hai cái thùng hay là cái thùng lớn hơn hay là gì đó. Là để đi cho dễ đem lên thôi, tự quá có đem á. Không, thí dụ như một cái, hai cái như là ba cái gì thì không biết, thì những chuyện cái thầy muốn cái gì đó. Cái thứ hai á, nó nói với thầy như ngoài ngồi và tỉnh cần đi mà thề gì đó, ví dụ như mình đi có mũi bọng gì, ví dụ đó là nhu cầu của ông tài là mấy cái mùng chụp được không, hỏi thầy quen là cái mùng chụp để là mình ngồi đừng cho mũi cắn á, có xài không không thầy quen là thường thường thấy mấy cái mùng để chụp cái gì nè để mình ngồi mùng mền nó có cần mền. Dạ, mùng thì mấy gần đây nó phật tử hỗ trợ hết từ phần đó thì cũng đầu cũng chứ sao này, tại tính cái mùng nó cũng như là mình ngồi, ví dụ như mình ngồi trong đó là mình tính kéo lại cho mình, nhiều khi đang ngồi thì mà mũi rồi thấy đầu thì cái đó nó không tốt, thì bởi vì mới nói là nói cái mùng bây giờ nếu mà vậy thì có gì, ví dụ như là có xài mền mỏng vật dụng quý sư đang được Phật tử hỗ trợ thầy đủ rồi, bây giờ là chủ yếu là bồn nước. Dạ, rồi ví dụ như cái đường lên, cái đường lên sư có cần tu sửa lại không? Không quên nữa, còn cái đường đi lên, cái đường đi lên ví dụ như mà có chỗ nào nó gắt, nó bị hư như bây giờ xuống đi, thí dụ thấy vậy chứ mùa này vậy chứ mùa mưa đi khó đi lắm á. Mùa như nói vậy thôi, bây giờ cái đường đi lên á, ví dụ như mà có tráng xi măng, ví dụ như 50 bao, 100 bao xi măng thì cho là làm tráng con đường đi lên cho nó dễ chạy á. Cũng có nhiều chỗ hơn đó là biết. Dạ. Làm lại mùa mưa này để cho thì đó, cái mùa mưa là khó đi đó, mùa mưa là rong nó trên cây khó đi. Là nói với thầy Quang vậy nha, tôi chỉ biết cái gì, ví dụ như là xi măng thì tôi biết xi măng, chứ có vụ mà đứng ra làm rồi là thì cái đó là tôi cái đó là không biết, ví dụ như kêu thợ thầy đi cái đó thì kêu được, ví dụ như là kêu tráng cho hư là bạn con đường cho nó hơi nóng mấy sao đó, coi cho nó ấy được đó, thì kêu người ta làm thì thợ hay trò có thể kêu được. Dạ. Cái đó ví dụ như cái đó kêu qua, ví dụ như thầy quan cái gì nè, cái này nó hơi khó nói Tình, ví dụ như mà cái đó mình nói mình cúng như nó có hơi khó cái đó, ví dụ như mà có người ta biết người ta làm sao ta, người ta làm mấy cái đâu rồi, ví dụ như cái nhiêu tiền vậy đó, bạn mình biết gì cái nó không vậy. Bây giờ em chỉ nói với anh nè, ví dụ như bây giờ anh để cho thầy quan đây coi coi lượng ước là cái đoạn đường để xuống dưới là kinh phí nó bao nhiêu. Chứ bây giờ thầy quan cũng đâu có trực tiếp để làm được, cái này là phải nhờ người ta bên ngoài không à. Rồi ví dụ như cái người ta lại ta tính ở đây đoạn đường dưới mình giảm giá lại là ví dụ như là nó 10 triệu thì cái đoạn đường này vừa xi măng cát đá gì đó thì người ta làm 10 triệu thì bây giờ mình chỉ việc cúng dường ở đây rồi thầy quan tự lo cái đoạn đường để đi lên, anh không cần phải bận tâm chuyện đó. Và tại ví dụ như là thầy quan đã khảo sát đây xuống dưới rồi, còn ví dụ như là còn cái bồn nước, bởi nãy tôi mới hỏi á, cái bồn nước thầy quan nói 2 triệu mấy, thuê người đem lên đây là bao nhiêu tiền nữa, đã mình cộng vô tổng cái số tiền đó đã vận chuyển lên tới đây. Chứ giờ tướng hai ông này mà đem vác cái bồn đó thì mình mới chôn luôn chứ ở đó mà. Nhưng thầy sao mình làm mình nói thì... thôi chứ thầy làm được cái thì bởi vậy mà cái theo hỏi trên này một cái bồn gì đủ không thầy? Dạ, nhiều thì tốt chứ có gì đâu. Dạ, hai cái nhiều không? Thì tốt giữa đây giữ chữ đây mùa nước mưa hai tới cái mùa thì hứa hai cái. Dạ thầy quan cho con hỏi là lý do tại sao là nước ở đây mình khan hiếm mà mình cần phải sử dụng cái bồn nước để mình dự trữ hả thầy quan ha? Dạ,
phù hợp, tại vì lúc ở đây là mình xài nhờ của bà con. Dạ. Thì mình chỉ để lấy được có ban đêm mà. Dạ. Còn ban ngày thì người ta tưới cây mà không có sử dụng được, nên là rất là càng bòn để mình dự trữ ban đêm á. Dạ. Để ban ngày xài nó lâu được. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, thì trên chỗ của thầy Phước Nhẫn cùng với sư thầy Quang cùng với các sư ở đây ấy, không có nhận tiền, thì quý vị khán giả thông cảm. Còn quý vị khán giả mà phát tâm thì có cần sử dụng cái gì thì quý vị có thể mang tới, còn tiền mà các sư ở đây là không có nhận. Dạ chú, chú Tài, chú cho con hỏi là chú xem clip của con rồi chú xem qua màn ảnh, rồi ngày hôm nay chú đi đến đây thì chú thấy như thế nào hả chú Tài? Nói như bữa nay mục đích đi á, nói nghe thì chưa biết thầy Quang nha. Yeah. Mục đích đi bữa nay á, chủ yếu lên á là muốn gặp thầy Phúc Nhẫn. Yeah. Chủ yếu gì thôi, chứ hai thấy bữa mình quay đó, anh thấy nó thanh tịnh sau. Bởi vì cái lòng mình muốn đi lên đây một cái vậy đó. Vậy sao muốn gặp thầy Phúc Nhẫn là sao? Không biết sao nói. Mà chú có nói với con là chú quậy phá. Không, thì mới gọi. Nếu mình nói mà nó bữa nay mình quay mình đưa lên list thì nó nghe, nếu mà nói văn châu đốc thì dọn mặt nó dày lắm. Nói với thầy là con quậy lắm, ăn chơi này nọ, bây giờ muốn thấy ấy gì đó, thấy cũng suy nghĩ rồi, thấy mà nói ngay dạ cỡ cũng thời gian đây cũng giảm lắm rồi, giảm ăn chơi cũng giảm. Dạ. Có lần buông ra là cứ là ăn nhậu ôm bọn này nọ đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Dạ. Với một người mà ăn chơi tình trải nhiều như chú mà khi lên đây thì chú thấy như thế nào? Thấy không, lên tới đây thấy nó thanh tịnh sao, thấy trong lòng nó khó, nó cũng khó tả lắm, nó thấy nó khó, nó thoải mái sao đâu. Với lại ở cái đường đi thì lúc ban đầu thì tìm cũng khó đúng không? Không, bây giờ thì nói biết sao không biết trong này, mà không biết cái đường lên thôi, mà nghe bây giờ thì nó được rồi, chứ giờ thấy đường đi gì cũng không có đến nỗi. Ừ. Lúc mà con ghi hình trên clip lên đó thì chú có thấy xem như vậy thôi, khi đến đây nó có thật không hay là có giả dối gì trong đó không? Không, cái này là thật hết, thật hết. Vì giờ nói thì nói với bệnh vậy ha, còn ở đây thì hỏi quan, ví dụ như cái đường đi thầy cứ đến ăn được cái gì đó. Dạ. Là một hai con cái đó đi, rồi ví dụ như sao Dạ. Rồi còn hai thì hai cái phòng đó thì tôi hứa là có thể là một chút tôi xuống tới Chi Lăng. Yeah. Cái đó chút mình xuống tới dưới đó mà hỏi mua luôn được không ta? Được, kêu nó chuyển là đây là sao hai đó. Cái bồn này lúc trước mua ở đâu? Dạ ngoài Chi Lăng chỗ đó để trò nhắn đi đó. Trời ơi, okay, quá tốt rồi. Rồi, rồi dẫn ra tới đó rồi xong rồi con người trả vô đi cho nó dễ. Vậy đi, dưới là hai người không hỏi những cái điểm mà người ta đã có từng đem ở đây rồi thì mình chạy ra ngay chỗ đó mình mua nữa rồi người ta sẽ trả vô tới sẵn là hỏi luôn cái này nữa nha. Ví dụ như ở đây có cái đó gì rồi hỏi bên thầy quen thì hỏi có cần gì nữa nói lên. Thì như nãy tôi có thấy đó, không sao đâu, đừng ngại, ngại như là mình dạ. Không phải, tại vì dưới khả năng của anh Tài cái lòng tâm của tôi, ví dụ như tôi chứ đừng có ngại là gì thì tôi giúp cái đó. Ví dụ như mà thầy nói cái gì mà nó như lớn quá thì giúp không được thì tôi nói thầy sẽ không giúp. Còn cái nào tôi giúp được là cái thầy cái này thì mình lên đây chứ mình nói tôi không biết mình cái gì giúp được thầy. Hai huynh cứ yên tâm đi, đừng ngại. Ví dụ như bởi nãy tôi mới hỏi đó, bây giờ sống ở đây cái đời sống rồi cái vật chất là nó thiếu thốn cái gì. Cái này là dành cho tất cả các sư ở đây chứ không phải riêng là cho cá nhân các sư đây. Nó có ví dụ như là nên vì sống vì mục đích chung của các sư ở đây. Như các sư có muốn cần để thiếu cái gì cái gì đó. Rồi gợi ý lên rồi. Mỗi ngày cái nói với thầy Quang với thầy là cái những tu là không có nói là cái tu là không có được rồi. Tôi biết cái tánh của tôi á, nhiều khi ở dưới thầy đồ ở đây á, tôi gặp là tôi thấy người là tôi phục á, tôi nể đó, mà nhưng mà cái lòng của tôi thì hình như là tôi biết là khó tôi đó. Nhiều khi cái niệm Phật mà quên lên không xuống. Thật sự, mình nói vậy đó. Duyên nó đến nó được, nó chưa đến chưa được. Thấy nó nói lắm. Vì vậy, cái tấm lòng muốn lên tới đây, ví dụ như tôi giúp được cái gì đó thì tôi giúp được, tôi giúp cái gì đó. Bởi vì hỏi thầy Quang, ví dụ như mấy thầy đồ ở đây á, như cần cái gì đó. Bây giờ như vậy đi anh Tài, tôi để ý ông là hai cái điểm này là hai cái điểm chính mà để mà nó quan trọng nhất. Một là bây giờ ông giải quyết là hai cái bồn đó, sau cùng là bây giờ ông giải quyết con đường để đi lên.
nếu con đường đó nó không có được ổn định để đi lên thì mình cũng không được đi tới đây. Nhưng mà cái mùa mưa nó sắp tới thì nó rất là trơn trượt lắm. Thì bây giờ coi sắp tiếp là trước mắt là con đường để đi lên sớm được tốt đó. Tại vì mùa mưa tới là đi nó gông nó đóng rồi đi nó trơn trượt nó khổ lắm. Vậy em. Thì các sư có cần cái gì mà dành cho tất cả các sư ở đây chứ không phải là cho riêng cá nhân ai, thì các sư có thiếu thốn cái vật chất gì đó ở đây không có nói về tiền, chỉ là cái vật dụng của mình hàng ngày thôi, thì các sư có nói để Phật tử phát tâm. Thì anh Tài trước giờ giống như là một người ăn chơi như vậy, nhưng mà khi lên đây thì nhìn thấy các sư ở đây rất là quý. Thì các sư ở đây dùng chung với nhau hết chứ không phải riêng dành riêng cho cá nhân ai. Và ở đây thì hôm nay con đến đây con ghi hình, thì con chỉ xin ghi hình trong ngày hôm nay nữa thôi, vì con muốn là giữ cái việc còn lại cho các sư ở đây chuyên tâm tu tập. Còn thí dụ như quý Phật tử nào mà muốn tới thăm thì con sẽ cho cái địa chỉ hoặc để dễ lên đây. Còn ghi hình thì con sẽ ghi hình trong ngày hôm nay nữa, con sẽ không ghi hình các sư nữa. Để con muốn các sư là phải dành thời gian tu tập, bởi vì cái ảnh hưởng của mạng xã hội con rất là quý các sư, chứ không phải mục đích con đến đây là vì kiếm tiền. Để con muốn là các Phật tử tới biết để hiểu được một cái người tu mở một cái cùng cốc như thế nào so với có một cái thị thành. Con muốn nó chân thật như vậy thôi, chứ không phải là vì mục đích của con kiếm tiền. Nên con xin hôm nay con xin ghi hình trong ngày hôm nay, con xin một bài kinh Phật của thầy Phúc Nhẫn thôi, mấy sư ngồi thiền với nhau thôi, con sẽ không ghi hình nữa. Và tạm thời là sẽ chỉ trong ngày hôm nay, có thể là 1-2 năm sau con quay lại thì được, nhưng mà trong thời gian sớm nhất là con sẽ không ghi hình nữa. Và con muốn dành cho tất cả các sư là cái thời gian tu tập không bị ảnh hưởng của mạng xã hội, nó thay đổi hóa con người của mình. Vậy ha các sư ha. Dạ. Thì hôm nay sẵn có chú Tài đi đến đây, thì cũng như là quý bà con cô bác nào thì cũng muốn là nói về cái đường đi, thì hôm nay có chú Tài rồi. Thì nếu mà các sư cần cái gì thêm ngoài việc chú Tài ủng hộ nước hay đường, cái đường đi lên, thì các sư có còn thiếu thốn cái gì các sư cứ mạnh dạn nói lên. Cái này là dành cho tất cả các sư chứ không phải là dành cho riêng cá nhân ai, thì cứ mạnh dạn lên đừng có gì hết nha ha sư ha. Dạ, con xin ghi hình ngày hôm nay nữa thôi, tại vì con quý các sư lắm. Dạ sư Quang cứ suy nghĩ đi, mình cần cái gì mình cứ nói đi. Con đường đi lên đó ha, đường đi lên, con đường đi lên á tạo cho thuận lợi cho trò cùng bà con đi lên đây. Có một số người dân ta cũng đi lên đường này chứ đâu phải riêng gì cái sư này đâu. Tại vì đường này nãy lên đây thì bà con này ra thấy bà con ta đi lên cũng đường đông lắm, đường ta đi lên gãy rồi nè. Lát sụp chỗ nào xin chắc con đi coi nha. Với lại cái đường đi lên đó thì cho con xin ý kiến này. Ví dụ như cái đường đi lên đó mình chám lại thì mình có thể làm những cái giống như là cái sọc caro đó, để cái bánh xe nó chạy nó bám thì nó sẽ là tốt hơn đó xin. Cái đó là phải tráng xi măng, là tráng xi măng mà mấy cái đó là phải đổ, phải có ta nhiễm như nãy đó, như nãy vừa đổ vừa đi làm cái đường sọc đó, nó sẽ bám hơn. Nói làm kẻ sọc rồi nè, để cho nó nhám nó có đồ bám. Khi mình làm rồi gặp dạ đúng rồi, nó gạch đó. Cái sư Quang mới nói sau này thì có cái đó thì phải tôi hỏi gì được không? Sư Quang có thể là kêu thợ định giá cái mấy cái cốc đó là cỡ bao nhiêu tiền? Tại vì cho nó làm từ tới tử không sợ. Giờ định sửa sang cũng cho nó ổn định đối sư để an tâm tư. Cái đó cỡ bao nhiêu tiền? Hai cái là 30 triệu. 30 triệu. Dạ. Được, hai cái đó 30 triệu, cái đó mình tôi hứa. Còn hai cái thùng này là cái 30 triệu này đâu có, đây đâu có hai, đâu có xài, đâu là phải. Chú Tài xin số điện thoại hay là gì đó, chú Tài liên hệ, thẳng chú Tài lên đây chứ
con ở Sài Gòn con không 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 chút nữa là khỏi rồi, nhờ mày bữa nay thôi. Kỳ vậy. Nói được biết sao tình mang ơn rồi, gì là hút mang ơn rồi. Trước là lên gặp được thằng Út Nhẫn là sao mà hãy đừng nói vậy thì cũng ngán tốt. Bây giờ thôi bây giờ gì cũng được. Coi ngày mai á, ngày mai tôi điện thầy xuống. Cũng như thầy á gì thì thầy kêu màn đi. Nói gì đó, có thể là ngày mai tôi đem tiền vô. Còn cái hai cái thùng này á là trực tiếp xuống mua luôn. Mua luôn. Nói gì đó. Rồi ngày mai tôi đi vô quận nữa. Cho chú Tài cho con hỏi lên chú ước nguyện lên đây gặp được Phúc Nhẫn rồi chú thấy sao? Có giống như trong hình không? Giống sao thầy Phúc Nhẫn xong bẻ tay dữ vậy? Án nái hay gì mà chú Tài thấy sư Phúc Nhẫn tay to hơn tay của chú Tài luôn. Còn xưa làm việc mình xưa ở đài là 15 tuổi có rất là nhiều cô bác ở bên nước ngoài cũng ở Việt Nam nó lớn tuổi coi sư Phúc Nhẫn mà khóc không á, con không biết tại sao rồi khi mỗi lần con tiếp xúc với sư Phúc Nhẫn con cũng muốn khóc nữa. Nói về cái hoàn cảnh á, bữa nay nói luôn với thầy Hoàng với thầy Hoàng hồi đó tôi cũng 14-15 tuổi nói với em hồi đó mà cỡ khoảng từ 12-13 đủ đi học đó, là có một cái quần thò lõn, ngồi thò lõn gách thôi đó bạn đại học biết tới ông thầy mà ông còn nói trời ơi sao mà bộ em có quần bạn không thể nó cũng khổ lắm nói thầy cũng gian nan rồi sau này cũng có vợ có con đồ cũng khổ chứ không phải rồi mặn cũng từ từ cũng ông bà độ nên mặn cũng được dạ chứ không phải là gia đình nào đó cũng khổ lắm cha mẹ nào đó cũng khổ lắm tới giờ như con cái giờ như có ăn đồ ông bà mất hết rồi cha mẹ mất giờ này vậy là bỏ chơi với con rồi đúng không? Không nói chứ ví dụ như nãy con nói trước mà nãy nói lâu lâu tình có lên thì điện cho chú lên cho đó thì điện cho chú nha con thì nếu mà có lên An Giang thì con sẽ lên đây con không ghi hình nhưng con sẽ lên đây con chơi con thích ở đây ví dụ như mày ấy mày điện thì người chú cháu mình đi phải dạ, đi vô đây dạ. Có gì đâu dạ, tại vì nếu mà con mạng xã hội ghi hình hoài á sẽ ảnh hưởng đến các sư tu tập những ngày hôm nay thôi và lát nữa con chỉ xin một bài các sư ở đây ngồi thiền á lúc mà ngồi tu tập á đọc kinh thôi chứ còn ngoài ra là con sẽ không cái đó thì là hỏi thầy